Alo, như vậy là trở lại với trận đấu thì phong cách của các game thủ là thi đấu rất khẩn trương và công nghiệp. Trận đấu thứ hai, Đinh Xuân Canh đổi sang màu hai, vẫn là cái bản đồ theo kiểu nách cả rừng như vậy. Trận này thì rừng là rất đẹp, hai cánh rừng thông khép góc hai bên. Vẫn là một trận ở nhà ở góc 1 giờ 1 rưỡi đến từ game thủ Đinh Xuân Canh. Và bắt đầu gồm có 2, 4, 6 cây. Vâng, là ở màn mình máy của anh Vơ đang loạn sinh ngậu lên với việc là mọi người đang cãi nhau là Mitsure sinh năm bao nhiêu. Người bảo là 2003, lại là nghi án gian lận tuổi. Người thì bảo là 93, người bảo là 89. Theo như anh Vơ, người thường ra mắt các bạn trong những chương trình quay kim cương thì anh ấy bảo là sinh năm 98. Tôi nghĩ là nhìn Juliet chắc là sinh năm 2003. Thôi, trở lại trận đấu thì đây là hình máy của Lê Xuân Canh, tham lai 9 trên 12. Một nông dân, hai nông dân đang tích cực được đi dò, vẫn chưa thấy đồ gì ăn ngoài một bầy hiệu đầu. Đây là quả rồi, vừa nói xong. Chân thứ 10 ra, Say-e. Nói về những thể thức thi đấu trong trận đấu AOE Việt Trung sắp tới 2015 sắp tới thì tôi có một bật mí một chút. Thông tin là chưa chính thức nhưng mà bật mí một chút là sẽ có 5 thể loại. Đấy là 44, team 44, Xeang tự do, Xeang thuần tiễn, solo Xeang thuần tiễn. 22, Xeang tự do, luật Việt Nam được chọc giò. Solo AC. Và hình như là solo đan đu, đúng rồi. Đây là 5 thể loại sẽ thi đấu trong khuôn khổ giải AOE Việt Trung 2015. Còn trở lại trận đấu này thì đang một tên câu hai voi đến từ Đinh Xuân Canh. Đồ đã đủ. Hai quả, một hươu và hai voi câu về. Nếu câu được hai voi về này thì đời ép sẽ vẫn rất chuẩn thôi. Chả có gì cả. Quan trọng là trận này nhà đẹp hơn trận lúc nãy rất nhiều. Sẽ là cơ hội cho Đinh Xuân Canh thể hiện khả năng tay to phát triển của mình đối với Van Lớp, một trong những người được đánh giá là có khả năng đánh phát triển tay to hàng đầu Việt Nam. Hết đầu đã được đóng ở phút thứ 4 rưỡi, tương đối sớm sủa khi mà gỗ đầu là tương đối gần. Thế nhà đang dễ bỏ bể đây, ít bất lực hơn trận đấu lúc nãy rất nhiều. Tiếp tục xe. Cắt dần ra ăn bãi quả phụ. Hình như có 6 cây, tôi nhìn không rõ. Bãi quả phụ không biết mấy cây đây. Tôi đoán là 6 cây chứ thực ra chưa ai có thể nhìn được, kể cả là con giò ở Đinh Xuân Canh, con dân giò ở Đinh Xuân Canh. Ngày mai thì vòng chung kết của solo thể loại đầu tiên, thể loại solo Xeang tuần tiễn sẽ diễn ra. Tuần sau sẽ là vòng thứ bảy, sẽ là vòng loại, và chủ nhật sẽ là vòng chung kết, và thể thức vẫn như thế thôi. Đó là bốn hạt giống sẽ đánh với bốn game thủ được chọn từ vòng loại ngày hôm nay để chọn ra người đệ nhất cung R Việt Nam. Ngày hôm qua thì Chim Sẻ Đi Nắng đã tham gia một buổi bốc thăm lần đầu tiên, lên hình rất đẹp trai bốc thăm cho các game thủ, và anh đã chọn ra những được bốc rất may mắn, chọn ra được những kèo đầu rất hấp dẫn ngay từ vòng đầu, như là việc nô một gặp Tuti, và chính Chim Sẻ là người gián tiếp ám sát nô một trong cái giải đấu lần này. Anh bốc đúng với Tuti, nô một đúng với Tuti. Ở vòng đấu thứ hai này sẽ có những trận đấu rất đáng chú ý, đó là xe game thủ hai bản hợp đồng mới của Hà Nội và Game TV, Chim Bệnh sẽ gặp Xi Măng. Juliet được chấp hai dân sẽ gặp Chip Boy. Và trận đấu chúng ta đang theo dõi đây, GO Đinh Xuân Canh gặp Van Lớp. Và có một trận rất hot nữa là Tuti gặp Dũng Con. Cuộc đấu ở hai bô lão. Hai bô lão cũng đang tương đối phũ ở cái giải đấu năm nay. Sáng nay thì anh Tiểu Bạch Long đến rất sớm, đến từ lúc 6 giờ test chuột, test tiếc các thứ đàng hoàng. Sau đấy là đến giờ là xúc thôi. Phong cách rất một phong cách rất chuẩn chỉnh đến từ Dũng Con.
lại một tên quên xem là cái đời bao nhiêu nữa của tôi. Thực ra thì tôi nghĩ là top 1 họ ép đời sẽ chuẩn thôi, khi mà đồ ăn là giàu và đầy huề như này. Trận này thì sẽ dễ bao bề hơn rất nhiều. BA sẽ đóng ngay ở cái G này, BM sẽ đóng ngay luôn với BB để kín luôn cái mặt này. Mặt ở hướng 12 giờ xuống sẽ thêm một vài ghe. BM, BA xin một dân đăng là chính. Lại một trận kích đời khoảng 95x, lại chuẩn như lê duẩn của game thủ Đinh Xuân Canh. Rất chuẩn, 953, 25 cộng 1 dân xe. Không thể chuẩn hơn được rồi. Máy đánh thì là 95x, vì người đánh thì chậm hơn 3 giây. Dễ hiểu thôi, hai chiếc ruộng. Nâng cấp được chặt gỗ, ba cái ruộng được đá được quay rồi. Dự sẽ là 7-8 cái ruộng đều đây, sẽ là 8 cái ruộng rất đều trước khi lên đời đây. 4 cái ruộng, vẫn có hai con dân ăn hoang như vậy là tính ra đây, vẫn ăn hoang mấy quả như vậy là lực sẽ là đủ để sóc 5A. Hướng từ 3 giờ lên kín luôn bằng một con vực rất tốt đến từ game thủ Đinh Xuân Cạch. Nói chung là may thì đúng hơn, đỡ phải gỗ bao bề. Tiếp tục xóa ruộng, chiếc ruộng thứ 5. Những giây phút bình yên đang chuẩn bị qua đi và chúng ta chuẩn bị đến với những tên điều rờ, những tên đi quân tiếp theo của cả hai game thủ. Trận đấu đầu tiên thì rõ ràng Va Lớp tỏ rõ kinh nghiệm và sự già dơ hơn của mình. Những pha đánh tương đối tốt đến từ Va Lớp, thủ nhà dẻo, lợi dụng được cái nôn nóng của Đinh Xuân Canh. Đinh Xuân Canh hơi nôn nóng và đã thành công với một tên đi công và thủ nhà của mình. Tỷ số là đang là 1-0, Phan Loan là 27/32. Tiếp tục xóa ruộng, đây là chiếc ruộng thứ 7 rồi, chiếc ruộng thứ 8. Hai ở hướng 12 giờ xuống là kín, chuẩn bị có bánh xe 5A. Đã có bánh xe, sóc quân thôi. Chưa, đã có bánh xe, như vậy là tên đầu đều. Không, như vậy là lỗi một con cùng rờ do thiếu gỗ. Tiếp tục e, rõ ràng là việc cân đối thực gỗ với sen để sắp đều 5A là việc không phải đơn giản. Không phải, không những thế mà ở kèo đầu đêm qua chúng ta đã thấy rằng sen long dù mất bị chia sẻ công từ đầu, nhưng mà khả năng sóc quân và điều rờ của game thủ này là cực kỳ bá đạo. Sự trở lại phũ phàng, hứa hẹn sẽ là một những trận đấu rất hay đến từ AOE Việt Trung trong cuối năm nay. Trở lại với trận đấu thì dân quân đầu tiên của game thủ Đinh Xuân Canh đã đẩy xuống hướng 6 giờ. Gặp ai không? Nói đúng hơn gặp Van Lớp hay không? Tiếp tục sóc tên quân thứ hai đều. Đây là như vậy, nhà Van Lớp đây luôn. À, dòng dốc đến từ Van Lớp. Đây là một cơ hội lớn để Đinh Xuân Canh thể cân bằng tỷ số trận đấu này. Một con cung rờ ít máu của game thủ Van Lớp. Tỷ số điều rờ là 1-0. Không, vẫn chưa chết con cung rờ ấy. Ngoặt ngoèo tương đối ảo diệu đến từ Van Lớp. Hai tên đều mid e, một cái lỗi hơi sơ đẳng đến từ game thủ Đinh Xuân Canh. Đánh xe không được để mid e. 1-0 dành cho Đinh Xuân Canh. Van Lớp thu định giật lên con vực này. Rất ảo như vậy, tên quân đầu của Van Lớp đã ăn được bài gỗ của game thủ Đinh Xuân Canh. Không biết chip lợn ở đâu hết nhưng mà không ai nhắc anh. Mất nguyên một tên gỗ, đừng nói đau. Vâng, Van Lớp đang đi tân công đầu hiệu quả hơn rất nhiều so với Đinh Xuân Canh. Ăn được 6 con dân ở bãi gỗ đầu, ở bãi gỗ của game thủ của Đinh Xuân Canh. Rõ ràng là quá trình thi đấu top 1 nhiều đã khiến cho Van Lớp có những tên đi quân ảo và tỉnh táo hơn. Trong đó Đinh Xuân Canh dù là một người có triển vọng nhưng nói gì thì nói, kinh nghiệm thi đấu của anh là hơi ít. Nhưng mà tân công đầu của Van Lớp cũng đã bị mất đi, mất 5 con rờ đầu để đổi lấy 7 con dân. Lời cho game thủ Van Lớp, lại một tên bị lừa vào cái khe này, đứng lên cái dốc này và bắn vào những con nông dân. Không, như vậy chờ quân lên để ốp. Đây là mà ai bắt ai đây, ai bắt ai? Van Lớp đang vẩy e, quân thì chưa đến. Như vậy là lại là một tên mất quân nữa rồi. Không, như vậy là vẫn vào lọt nhà được. Lọt nhà một tên lọt nhà của đến vân thủ game lớp Van Lớp, vẩy e tương đối lục. Vâng, đang điều rờ tương đối hay. Đinh Xuân Canh có lối đánh cống hiến rất tốt. Tiếp tục sóc những tên quân đề của mình ra. Có làm thêm một hai chiếc ruộng không? Khi bây giờ lượng gỗ đang tương đối nhiều. Tiếp tục sóc quân ra. Đúng rồi, vẫn đều 5A thôi. Ốp liên tiếp.
Văn Lớp đang tỏ ra hơi cống trong lĩnh vực điều R. Đi quân thì nhưng mà điều R thì đang hơi lủng đến từ Văn Lớp. Văn Lớp không dám điều R với Đinh Xuân Canh trong những tình huống mà quân là ngang nhau. Văn Lớp vừa đóng một cái BG chay để xóa ruộng. Thái Lan 57 trên 64. Tiếp tục công lên nhà của Văn Lớp. Văn Lớp đang khó rồi. Đang khó rồi. Tiếp tục ốp vào nhà thôi. Đứng lên con dốc đấy và tiếp tục ốp vào nhà. Để ý quân ở nhà. Bị bóc máy ở hướng 12 giờ xuống Đinh Xuân Canh. Anh có thấy không? Một con công rờ của Văn Lớp đang bóc máy. Thôi tình huống này thì tập trung ốp A thôi. Chứ cũng chả có mắt và tay đâu để mà điều chỉnh nữa rồi. Tiếp tục một hai cái ruộng ra để tiếp tục sau đều 5A của mình. Trận này chưa phải lên chặt gỗ một sớm. Ốp liên tục những tân cầu quân vào nhà A của em thủ Văn Lớp. Văn Lớp đang cố gắng kéo giãn đội hình của Đinh Xuân Canh để A mình để không bị ốp. Nhưng đang tương đối khó khăn. Một tơn xe A ở giờ dốc của Văn Lớp. Tương đối ảo. Đáng lẽ anh phải xây A cao lên một chút thì sẽ dễ đánh hơn rất nhiều. Anh là xe A ở giờ dốc. Việc kéo quân lên dốc là tương đối khó khăn. Tơn này chưa biết ai mà lần đâu. Khi mà quân của hai bên đang là tương đối ngang phèo, nhưng mà Đinh Xuân Canh đang điều R xe có vẻ là tốt hơn. Đang điều R tốt hơn đến từ Đinh Xuân Canh. Lượng cung chết là nhiều hơn dành cho Văn Lớp. Văn Lớp vẫn đang rất đông quân. 5A vẫn sóc rất đều. Tiếp tục dồi quân lên. Không ốp thôi, ốp phải ốp liên tục. Không được cho Văn Lớp thở. Khi mà Văn Lớp thở rồi thì rất khó vẩy một cái e không anh? Vẩy một cái e đấy không? Để tánh dàn quân đến từ Văn Lớp. Văn Lớp đang gặp khó rồi. Cơ hội để cho game thủ Đinh Xuân Canh gỡ hòa đang là rất lớn. Một con giật ảo bị lát. Tiếp tục dồn quân lên. Ốp A thôi. Không phải nghĩ. Như vậy là tỷ số là 1-1 dành cho game thủ Đinh Xuân Canh. Rất tuyệt vời. Và chờ đợi ít phút đến với trận đấu bản lề. Trận đấu rất quan trọng. Dành một tấm vé đến vòng tiếp theo của giải đấu cung R.